Xin chào tất cả các anh em, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với cái video mới nhất của mình ngày hôm nay. Thì cũng khá lâu rồi anh em mình không gặp nhau, chắc cũng phải đến tầm cả 2 tháng nay rồi. Thì đây chính là cái lý do chính mà mình mất tích trong khoảng một thời gian khá là dài. Thì đây chính là lý do của mình. Hiện tại mình đang thực hiện một cái dự án đó nuôi ốc nhồi. Ốc biêu ta ngày xưa ấy, bươu đen chuyển thành trắng ấy. Đấy, mình nuôi được khoảng tầm tròn 1 tháng rồi. Đây những con mình nuôi tròn tầm 1 tháng. Thì có con nó to bằng ngón chân cái, có con nó to bằng ngón tay cái, có con thì bé hơn. Tại vì cái lứa ốc này mình lấy về nó cũng không đều cho lắm, cho nên là có con to, có con nhỏ. Đó anh em có thể nhìn này. Đó, những con này to bằng ngón, to hơn ngón tay cái rồi. Đó. Hiện tại thì các bạn nhìn cái lượng đấy khá là dày. Không phải dày là vì mình tham mình nuôi nhiều, mà thực tế là mình nuôi bằng hai ô. Đây mình cho anh em xem ô bên này đó này. Đây là một ô. Mình có hai ô ở đây, mỗi ô nó rơi vào 24 m². Thì là mình nuôi mỗi một ô là 8.500. Tại vì mình mua 1.500.000, mình tính là mỗi ô nó 7.500. Nhưng mà anh chủ bán ốc ấy, bán giống ấy, anh cho mình thêm 2.000 nữa. Thì mình có được 1.700.000, mình chia ra hai ô này. Thì mỗi ô là 8.500. Thì tại vì cái ô bên này mình đang xử lý, tại vì khi những cái ngày đầu mình mới làm nó còn thiếu rất nhiều thứ và nó còn sai sót rất nhiều thứ. Thì đây mới chính là cái ô bạt hoàn chỉnh mình muốn giới thiệu với các bạn. Đây thì nó sẽ có một cái lòng nó phẳng, nó dốc đều từ đầu kia sang đầu này. Và bên này mình có thêm một cái, nó gọi là cái rốn ấy, để mình đọng nước ở đấy, những nước thải mình xịt từ bên kia nó chảy hết về cái rốn này cho mình hút đi thì nó dễ hơn. Đó thì mình xử lý nước nó dễ. Đây là cái mô hình hoàn chỉnh. Và ốc bé thì mình sẽ lót thêm một lớp lưới như này nữa. Một lớp lưới rào vườn đấy. Đó. Để khi mà mình muốn vệ sinh ý, mình cầm một cái đầu lưới này, mình vơ lại, cầm mình cuốn về đầu bên này. Thì khi đó là tất cả lượng ốc ở trong bể này nó sẽ được cuộn theo, và tất cả những phân thừa thải sẽ nằm bên dưới bạt, bên ngoài cái lưới này và dưới trong lòng bạt. Đó. Thì mình sẽ xử lý rất là dễ. Bên này thế này. Thì mình sẽ cầm cái miếng lưới từ đầu bên này, mình vơ sang đầu bên kia. Đó, sau đó là mình xử lý nước thôi. Mình hút nước ra ngoài rồi là mình xịt được xung quanh. Thì ốc vào trong lưới không ảnh hưởng gì cả. Có khi ốc to rồi thì mình không cần cái lưới này nữa. Ốc to rồi thì mình chỉ thả trực tiếp vào đây luôn. Và mình xịt vòi nước để xử lý trực tiếp, nó rất là dễ. Đấy, tại vì ngày đầu tiên làm nó còn nhiều cái bỡ ngỡ. Và mình càng làm thì mình càng thấy nó thiếu sót. Và càng thấy nó còn nhiều cái, nó còn ngu. Rồi thì cơ bản bề bạc của mình đây là 24 m², một chiều 3 m, một chiều 8 m. Thì mình nuôi khoảng độ tầm, như thực tế anh em quên, nên là mình nuôi khoảng 200 con/m². Thì mình đang nuôi đến 350 con/m², nó hơi dày. Thì mình mới làm một cái bể góc bên kia, vòng vàng kia ở đấy anh em nhìn thấy không, góc bên kia, để mình xử lý nước ở đấy. Và có thể sau này mình sẽ chuyển bớt lượng ốc ra, tại vì nó quá dày, anh em có thể nhìn thấy nó dày đến mức độ mình cũng không tưởng tượng nổi. Ở đây 1.700.000 tròn này, nó chết không đáng bao nhiêu cả. Tại vì mình tát bể này mấy lần rồi, mình đổi mấy lần rồi. Đúng ra cái loại này lớn rất là nhanh, nhưng mà tại vì mình cứ chuyển từ bể này sang bể bên kia để mình xử lý nước ấy, thì nó bị kiệt rồi là nó không lớn được. Đây anh em nhìn đây, đây con ốc của mình nó rơi vào 30 ngày tròn. Đấy, có con to, con nhỏ nó không đều lắm anh em ạ. Tại vì hôm mình lấy giống về thì cái giống ấy nó không đều lắm. Đây có con rất là to, một con nhìn thật sự là rất là nhỏ. Mình không hiểu bọn này nó ăn uống kiểu gì mà nó không lớn. Nhưng cơ bản mặt bằng chung là nhìn cũng khá là lớn. Đấy, mật độ đây đang rơi vào tầm 700 con/m². Khá là dày anh em ạ. Gấp đôi, mình đang tính mỗi bể là 350, nhưng mà mình dồn hết cả hai ô vào xong cái ô này rồi. Để mình xử lý cái ô này xong, bây giờ mình lại vớt từ ô này sang ô bên này một nửa, tức là bên này 8.500, bên này 8.500. Thì đó là cái mô hình mình muốn giới thiệu với anh em. Nếu mà anh em có câu thắc mắc gì về những cái vấn đề là bắt đầu nuôi ốc như thế nào, có thể là hỏi mình. Thì mình có thể chia sẻ với anh em được những cái mà mình đã trải qua rồi, những cái mà mình ngu mình gấp phải rồi, những cái gì lên làm và những cái gì không lên làm. Cái ngu đầu tiên là mình làm một cái ô này như thế này, nhưng mình lại tính bạt thừa ra rất là nhiều. Và mình buộc phải cắt đi mỗi một ô bạt, mình cắt được 1.5 m bạt mình treo lên kia. Thừa quá nhiều, lãng phí. Đây là cái gọi mình hôm nay là cái video mình quay lại, gọi là TVlog Combat. Thì mình muốn chia sẻ với anh em như vậy thôi. Anh em có câu hỏi gì về YouTube hay là về vấn đề ốc ác như thế này thì có thể là bình luận phía bên dưới. Anh em mình cùng trao đổi nhá.
Hôm nay người mình rất là bẩn, mình ngại lên hình cho nên là mình đứng sau video, đứng sau máy quay thôi nhá. Thôi, hy vọng là lâu ngày như thế này mình không quay lại thì anh em có thể là vẫn nhớ mình và yêu ái, tình cảm cho mình. Có thể là có đăng ký kênh ủng hộ cho mình cũng như là đặt cho mình những câu hỏi các bạn đang thắc mắc để mình có thể là giải thích. Ốc này mình nuôi tầm khoảng độ 4 tháng, mật độ này khoảng tầm 4 tháng là mình có thể là suốt được rồi anh em ạ. Đấy, mới có 1 tháng tròn mà như này rồi thì có 4 tháng là vấn đề bán được là bình thường. Tại vì có người nuôi, người ta nuôi 5-6 tháng nhưng mà mình cho ăn nhiều. Nhà mình có một ao bèo thấm dày đặc luôn. Đó, dưới này anh em nhìn này, rất là nhiều này. Nhìn nó bám này, sợ chưa? Không tưởng tượng nổi. Đây là mới có một góc thì nhá. Tại vì mình đời mình chưa bao giờ nhìn thấy nhiều ốc như thế này. Kể cả ốc ngố ngoài ruộng chưa thấy nỗi nhiều như thế này. Đây bọn nó di chuyển rất là nhanh anh em ạ, di chuyển rất là nhanh. Bọn nó đang từ từ đói. Tại vì mình mới tối hôm qua còn cho ăn một bể đầy bèo này. Nhưng mà kiểu gì ăn hết trong ngày hôm nay. Để tối nay mình cho ăn một lửa bèo mới. Ốc rất là đẹp, rất là bóng. Đó. Đây cả nguyên chùm như nó này. Úi giời. Đấy, có ông to, có ông nhỏ anh em ạ. Nó không đều cho lắm. Mình đang quay camera góc rộng cho nên nhìn có thể là bị bé và là không xóa phông được. Rồi. Vậy video mình xin dừng ở đây thôi. Tại vì nó cũng gọi là video giới thiệu với anh em những cái mình đang hiện tại đang thực hiện và tại sao mình đang bận trong thời gian vừa rồi. Thôi, hy vọng anh em yêu quý mình vẫn đăng ký kênh ủng hộ cho mình và nhớ ấn chuông nhận thông báo khi có video mới nhất. Anh em có câu hỏi gì có thể là ấn bình luận phía bên dưới video này để mình có thể là trả lời sớm nhất. Thân ái và quyết thắng. Chào tất cả anh em. Bye bye.